Thưa quý vị và các bạn, hiện đang bước vào thời điểm hanh khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn cháy nổ. Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại khi có hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tăng cường hướng dẫn vận động người dân tháo dỡ lồng sắt chuồng cọp, mở lối thoát nạn khẩn cấp tại nơi ở, nhất là tại các nhà ở kết hợp với kinh doanh. Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ có 3 tầng. Tầng 1 cho thuê để kinh doanh, còn 2 tầng trên thì được quây kín bằng hệ thống rào sắt kiên cố chắc chắn để đảm bảo an toàn an ninh cho gia đình. Tuy nhiên nếu có cháy nổ xảy ra thì chính hệ thống rào sắt này sẽ cản trở công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Sau khi được công an thị trấn tuyên truyền vận động, gia đình bà đã hiểu và ký cam kết mở lối thoát nạn thứ hai. Gia đình nhà tôi cam kết mở lối thoát nạn tầng 2, bỏ chuồng cọp. Là nhà ở kết hợp kinh doanh mặt hàng quần áo thể thao, gia đình ông Thuần ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, sau khi được tuyên truyền và hướng dẫn của chính quyền địa phương, cũng đã mở thêm các cửa phụ, cửa ngách, lối ra ban công ở các tầng trên để đề phòng hỏa hoạn. Kinh doanh hàng của nhà mình rất dễ cháy nổ. Nhà mình đã mở hết đường thoát hiểm cả đằng trước, cả đằng sau. Nên là chạy ra đằng trước cũng được, chạy ra đằng sau cũng được, bảo hết các con. Chứ không nhá, là nguy hiểm. Thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy nói riêng, Công an tỉnh nói chung đã đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền vận động đến từng nhà, từng hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân thực hiện mở lối ra khẩn cấp, bố trí thêm thang dây, ống tụt đối với những nhà cao tầng. Qua thống kê, giả soát, Hưng Yên có 1.549 đối tượng yêu cầu bắt buộc phải mở lối thoát nạn thứ hai của diện nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đến nay, 95% trong số này đã thực hiện. Phần còn lại, do đặc thù thiết kế nhà ở nên gây khó khăn trong việc mở lối thoát nạn thứ hai. Tuy nhiên, với quyết tâm 100% nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở lối thoát nạn thứ hai, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiều giải pháp khác nhau. Phòng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi là đã tham mưu cho giám đốc để trình ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch triển khai thực hiện công điện 825 của Thủ tướng, và trong đó thì tiếp tục là hướng dẫn công an các đơn vị địa phương, công an cấp huyện, công an cấp xã và đến trực tiếp từng hộ gia đình rà soát cụ thể, đánh giá được những cái khó khăn vướng mắc của những hộ gia đình mà trong cái việc mà triển khai mở cái lối thoát nạn thứ hai, cái việc đảm bảo cái an toàn cho người và cái tài sản của cái hộ gia đình, đúng không? Thì chúng ta phải thực hiện bằng những cái biện pháp và những cái giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy. Và mục tiêu của chúng tôi hướng đến 100% cái diện mà nhà ở, đối tượng nhà ở kết hợp với kinh doanh thì yêu cầu là bắt buộc phải mở lối thoát nạn thứ hai. Với sự vào cuộc của các ban ngành và nhận thức của người dân về tầm quan trọng phải mở lối thoát nạn và sự chủ động thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế sẽ góp phần rất lớn đảm bảo hạn chế thấp nhất những sự cố do cháy nổ xảy ra.